Hót đi, con hót tiếng chim là Tuấn Lâm. Kiểu gì? Nào, hót đi, Thứ hót. nhất đi, kiểu thứ nhất đi. Nào, đang ngoài vườn là đành cây, hót tiếng chim đi. Nào, 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 đứng ở đây, đứng ở đây, hót đi. Đứng ở chỗ chị, đứng ở chỗ chị. Nhanh, nhanh lên không khói nào, nhanh, hót đi. Hót đi, hót đi. Nhiều đây, Thứ nhất. đây. Ô, giỏi quá anh hô. Cái này thì không hỏng mấy. Cái này không hỏng đâu.